Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin tỉnh Giang Tây phía Nam Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất. Dự báo một trận lũ lụt có thể xảy ra do tràn nước từ một hồ nước lớn đổ vào sông Dương Tử. Trong bối cảnh mưa lớn liên tục gây ra lũ lụt trên gần như toàn quốc, tờ Nhân dân Nhật Báo cho biết chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó lũ lụt từ mức 2 lên mức 1. Mức cảnh báo 1 là mức cao nhất trong thang cảnh báo 4 mức của Trung Quốc. Chính quyền tỉnh này cảnh báo các thảm họa có thể xảy ra như vỡ đập, lũ lụt bất thường tại những khu vực gần các con sông. Trong hơn một tháng qua, mưa lớn diễn ra liên tiếp tàn phá các khu vực trên khắp Trung Quốc. Một số thành phố dọc theo sông Dương Tử đã đưa ra cảnh báo lũ lụt mức cao nhất. Sông Dương Tử có thể bị vỡ đê tại một số khúc sông nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Chính quyền tỉnh Giang Tây cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra tại các khu vực gần Hồ Bà Dương. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, chảy vào sông Dương Tử tại khu vực gần thành phố Cửu Giang. Kênh truyền hình nhà nước CCTV cho biết, mực nước Hồ Bà Dương đang dâng lên với tốc độ chưa từng thấy và đã đạt 22,5m tại thời điểm 9 giờ tối ngày 1 tháng 8, vượt mức cao kỷ lục xảy ra vào năm 1998 và đã vượt mức an toàn 19,3m. Thị trấn Giang Châu nằm trên một hòn đảo ở giữa sông dài nhất châu Á, thuộc khu vực cuối Hồ Bà Dương. Giới chức thị trấn này đã kêu gọi trên các trang mạng xã hội rằng tất cả mọi thứ từ thị trấn trong độ tuổi từ 18 đến 60 hãy trở về thị trấn và hỗ trợ phòng chống lũ lụt với lý do thiếu người gia cố các con đập. Theo CCTV đưa tin, tính từ ngày 26 tháng 7 đến 5 giờ chiều ngày 1 tháng 8, trận lũ lụt kéo dài lần này đã ảnh hưởng đến 5,2 triệu người dân cư trú tại tỉnh Giang Tây, trong đó có 432.000 người đã phải sơ tán. Trận lụt này đã phá hủy 4,56 triệu hecta hoa màu và làm đổ 988 ngôi nhà, dẫn đến thiệt hại trực tiếp là 6,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2.153 tỷ Việt Nam đồng. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết đã cung cấp cho tỉnh Giang Tây các thiết bị phòng chống cần thiết như tàu, lều, giường gấp và chăn. Ngày 1 tháng 8, Đài quan sát quốc gia Trung Quốc đã đổi mức cảnh báo mưa bão sang màu vàng. Đồng thời, dự báo mưa lớn có thể xảy ra vào thời điểm cuối tuần tại các tỉnh Tứ Xuyên và Trung Khánh, phía Tây Nam tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung và tỉnh Hồ Nam phía Nam. Cùng ngày, giới chức tỉnh Giang Tô nâng cảnh báo lũ lụt ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử lên mức màu cam. Đây là mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo 4 mức do lượng lớn nước mưa liên tục đổ vào sông Dương Tử tại khu vực này. Sau trận lụt nghiêm trọng ở khu vực sông Trường Giang vào tháng 7, mưa lớn lại tiếp diễn ở khu vực sông Hoàng Hà, một tuyến đường thủy lớn khác của Trung Quốc. Ngày 28 tháng 6, một tòa nhà 645 năm tuổi ở thành phố Tây An đã bị sập một phần, khiến ít nhất 4 người bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây Trung Quốc và nằm ở vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở các thành phố và làng mạc tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam. Các tỉnh này cũng thuộc vùng trung du của lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, các nhà chức trách lại cho xả lũ từ hạ lưu đến các vùng nông thôn của tỉnh Sơn Đông trên bờ biển phía Đông. Ngày 29 tháng 7, Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc MEM thông báo khu vực thượng nguồn sông và khu vực đông bắc của Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa bão lớn từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Các khu vực phía Tây Nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu và Tây Tạng sẽ có mưa lớn trong những ngày tới, MEM cảnh báo. Vào ngày 28 tháng 7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ngạc Cánh Bình đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh để đánh giá tình hình lũ lụt với sự tham gia của Thứ trưởng Diệp Kiến Xuân và các quan chức tỉnh An Huy, Giang Tô và Sơn Đông. Tại hội thảo, Bộ trưởng Ngạc nói với các quan chức các tỉnh rằng chính quyền địa phương cần hành động trước để xả nước từ sông và hồ vào các vùng nông thôn. Trong những tuần tới, chúng ta phải duy trì khả năng chứa nước của các hồ chứa để có thể chứa được nước lũ sắp đổ về. Khu vực hiện đang bị ngập lụt là khu vực thoát nước của sông Hoàng Hà, ông Ngạc cho biết. Ông Ngạc không cung cấp thông tin chi tiết về tình hình lũ lụt, nhưng cho biết các khu vực phía Tây Bắc bao gồm các tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây đang phải đối mặt với vấn nạn lở đất từ các vùng núi. Tuy lũ lụt trên sông Trường Giang đã giảm xuống, nhưng mực nước ở khu vực trung và hạ lưu của sông này vẫn cao hơn mức báo động, tức là có nguy cơ vỡ bờ kè, ông Ngạc phân tích. Ngoài ra, mực nước của các hồ và sông tại lưu vực sông Hoài cao hơn nhiều so với mức báo động. Trong khi đó, dự báo sẽ có mưa to và bão trong 3 ngày tới tại khu vực này. Ngày 29 tháng 7, trên một trang web thuộc MEM có thông tin rằng lũ lụt ở quận Lunan, Thiểm Tây đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Mưa lớn vào ngày 26 tháng 7 khiến chính quyền phải cắt điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, đường xá bị tắc, hàng nghìn người buộc phải di rời.
tại thành phố Tây An, thủ phủ của Thiểm Tây, bức tường thành cao 10 mét của cung điện nhà Tần, nơi ở của một vị vua được xây dựng từ thời nhà Minh, đã bị sập trong trận mưa lớn vào ngày 28 tháng 7. Bức tường thành này được xây dựng vào năm 1374 và nằm ở trung tâm thành phố. Truyền thông địa phương Thiểm Tây đưa tin, gạch và bùn rơi từ bức tường thành chắn ngang con đường gần đó, khiến 4 người qua đường bị thương và làm hư hỏng 3 chiếc ô tô con và một xe buýt. Vào ngày 27 tháng 7, một tòa nhà hơn 30 tầng đã bị sập ở thành phố Hàm Dương, Thiểm Tây. Các nhân viên cấp cứu phải sử dụng xuồng cao su để đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Tuy các quan chức và hãng thông tấn truyền thông nội địa đưa rất ít thông tin về tình hình lũ lụt, nhưng người dân địa phương đã đăng các thông tin lên trên mạng xã hội. Lũ lụt đã làm ngập các thành phố và làng mạc ở tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Cam Túc gần đó. Ngày 26 tháng 7, tại khu vực hạ lưu sông Hoàng Hà, chính quyền địa phương đã cho xả nước lũ từ hồ Đông Bình ở tỉnh Sơn Đông và các vùng nông thôn. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các nhà chức trách cảnh báo rằng có thể xảy ra lũ lụt nghiêm trọng hơn nữa ở khu vực sông Hoàng Hà, ảnh hưởng đến các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Sơn Đông. Quý vị thân mến, hàng năm trung bình có từ 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng năm nay, khu vực này mới hứng chịu một cơn bão là bão số 1 Warner. Về lũ lụt nghiêm trọng, phá hủy cầu và đường xá, tàn phá mùa màng, cơn bão đã đổ bộ vào các tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, gây ra mưa lớn và lũ lụt lịch sử. Vào ngày 28 tháng 7, Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cho biết mực nước của 23 con sông lớn ở tỉnh Hắc Long Giang đều dâng lên mức báo động, trong khi dự báo mưa sẽ tiếp tục tiếp diễn đến ngày 1 tháng 8. Mực nước ở 5 con sông khác đã dâng vượt mức an toàn, nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bộ này cho biết tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở tỉnh Cát Lâm. Trong một video được đăng trên mạng xã hội, những người nông dân thốt lên, trời đất, tôi có thể sống bằng gì đây? Khi họ chứng kiến mùa màng của mình bị nước lũ nhấn chìm, mùa thu hoạch đang đến gần và nhiều loại cây sắp chín, nhưng giờ đây, người nông dân đã mất hết mùa màng. Lũ lụt cũng phá hủy cầu và đường xá ở các vùng nông thôn, còn dân làng buộc phải rời khỏi nhà gấp rút vì nguy cơ lở đất ngày càng cao. Nhiều xe ô tô bị chết máy ngâm trong nước mưa ở các thành phố lớn như Diêm Biên ở Cát Lâm và Cát Nhĩ Tân ở Hắc Long Giang. Vào ngày 28 tháng 7, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia của Trung Quốc và Bộ Ứng phó Khẩn cấp đã họp để thảo luận về cách ứng phó với trận lụt mới nhất này. Theo tờ tin tức Bắc Kinh thuộc Chính phủ Trung Quốc, chính quyền đã yêu cầu các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang theo dõi nguy cơ lũ lụt, lở đất và ngập úng ở các thành phố do lượng mưa dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng cho đến ngày 1 tháng 8. Vào ngày 26 tháng 7, mạng Đông Bắc thuộc chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đã thông tin rằng 23 con sông địa phương đang bị lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 5 đến 20 năm qua. Vào ngày 29 tháng 7, báo Tân Hoa Xã trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng nhiều con sông bị ngập lụt nghiêm trọng, với 25 con sông đã vượt mức báo động. Vào ngày 29 tháng 7, mạng Đông Bắc nhấn mạnh rằng hàng năm trung bình có 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng năm nay, khu vực này mới hứng chịu một cơn bão là Warner, nhưng thiệt hại đã vô cùng nặng nề. Nhiệt độ ở Đông Bắc Trung Quốc có thể tăng lên khoảng 4 độ C vào buổi trưa nắng nóng, gây khó khăn cho những người vô gia cư. Thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7 là mùa thu hoạch lúa, ngô và lúa mì ở Đông Bắc Trung Quốc. Hai tuần sau là thời điểm thu hoạch đậu này. Hắc Long Giang là một trong những tỉnh chuyên trồng ngô, đậu tương và gạo Japonica chính của Trung Quốc. Sản lượng đậu tương của tỉnh này chiếm 45% sản lượng của toàn Trung Quốc, sản lượng gạo Japonica chiếm 40% và sản lượng ngô chiếm 20%, theo hãng truyền thông nhà nước Future Daily. Dân làng địa phương đã chia sẻ một video với The Epoch Times ghi hình ảnh những người nông dân ở khu vực Cáp Nhĩ Tân đang cố gắng thu hoạch ngô còn sót lại trên cánh đồng ngập nước của họ. Các video khác cho thấy tình hình lũ lụt vô cùng nghiêm trọng, các cánh đồng bị ngập úng, hoa màu bị cuốn trôi. Các khu vực khác của Trung Quốc cũng chịu lượng mưa lớn bất thường. Tại thành phố phía Nam Hạ Môn thuộc tỉnh Quảng Đông, mưa lớn gây ra lũ lụt vào ngày 27 tháng 7. Vào ngày 26 tháng 7 tại thành phố Lục Bàn Thủy phía Tây Nam Trung Quốc ở tỉnh Quý Châu, nước mưa tràn vào tầng 1 của các cửa hàng địa phương và nhà dân. Tại thành phố Long Nam ở phía Tây Bắc tỉnh Cam Túc, mưa lớn đã gây ra lở đất vào ngày 27 tháng 7. Vào giữa tháng 8, một trận lở đất đã xảy ra tại khu vực này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, theo đài truyền hình nhà nước CCTV. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!